Thông đỏ thì gồm khoảng 300 các cái dưỡng chất và trong đó thì có rất là nhiều các vitamin và khoáng chất. Ví dụ như vitamin A, vitamin K, vitamin E, vitamin C. Và tác dụng của dầu thông đỏ thì cái tác dụng tuyệt vời nhất đó là giúp làm giảm các mỡ máu, làm thông huyết mạch. Chính vì làm thông huyết mạch như vậy thì các cái mỡ ở trong máu sẽ được đánh tan và giúp cái khí huyết ở trong cơ thể của chúng ta lưu thông rất là tốt. Và nó làm giúp cho cái tuyến tụy của chúng ta tăng cái insulin và giúp cho làm giảm cái đường ở trong máu. Nên đối với những bệnh nhân tiểu đường thì khi sử dụng cái tinh dầu thông đỏ thì cũng sẽ làm hạ cái chỉ số mỡ ở trong máu. Ngoài ra thì có những cái hoạt chất như là chống ung thư, phòng